mặt ở tại Lâm Tỳ Ni luôn, nơi Đức Phật đản sanh. Ngày mai là ngày chính ngày đản sanh của Đức Phật. Năm nay được may mắn được đến đây vào đúng ngày. Nơi vườn Lâm Tỳ Ni rất là yên bình quý vị. Đây là ngôi đền hoàng hậu Maya Devi, ngôi đền tưởng niệm hoàng hậu Maya, nơi Đức Phật đản sanh. Và phía bên kia là trụ đá của vua Asoka dựng để đánh dấu sự kiện đản sanh của Đức Phật tại nơi đây. Nơi bình yên lắm luôn á. Thời tiết cũng rất là đẹp, nó muốn chuyển mưa mà không mưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tất nhiên anh ngồi trước Maya Devi Temple, cái đền tưởng niệm hoàng hậu Maya. Ở trong cái đền nó có một cái viên, có một cái viên đá đánh dấu chính xác cái nơi Đức Phật đánh dấu cái chính xác cái nơi Đức Phật đản sanh, nhưng mà bên trong đó thì mình không có được quay phim chụp ảnh, cho nên không có info quay được cho quý vị xem. Ở đây là cái trụ đá của vua Ashoka đặt tại vườn Lâm Tỳ Ni, đánh dấu rằng Đức Phật đã đản sanh tại đây. Và vườn Lâm Tỳ Ni, cái chỗ vườn Lâm Tỳ Ni được giảm một phần áp thế trong cái thời của Ashoka, thì là cái nơi sinh ra Đức Bổn Sư. Bên xa kia là cây Bồ Đề và cái hồ, nói rằng là tương truyền là cái hồ này người ta xây là để người ta giữ nước lúc mà Đức Phật đản sanh. Hoàng hậu Maya trước khi đản sanh thì cứ xuống cái hồ này tắm. Họ là có người để nói rằng thì cái nước đó xây để giữ lại cái nơi mà để tắm Đức Phật. Ở đây không có thấy chuẩn bị gì cho ngày mai hết trơn, thấy mọi người vẫn bình yên. Không biết ngày xưa cái lúc mà Đức Phật đản sanh ở đây đẹp không ta, nhưng mà thấy bây giờ là đẹp á, thấy bây giờ đẹp. Mình không có thấy cái cây vô u nữa, cái hoa u đàm. Mình về đây mình ngồi lại cái mình tưởng niệm, mình tưởng niệm cái mình mường tượng ngày Phật đản sanh như thế nào nhỉ, chắc vui. Bình thường giờ nó đã vui rồi thì mình nghĩ chắc cái ngày mà Đức Phật đản sanh vui. Khi mà Pháp Nhi học ở với trường ấy, thì Pháp Nhi nghe với thầy ấy, nói cái chỗ thành Ca Tỳ La Vệ năm trời là không có một giọt mưa nào hết. Khi mà Đức Phật đản sanh thì bắt đầu mưa, bắt đầu dân chúng người ta reo hò, người ta vui lắm vì chờ đợi 5 năm rồi mà không có mưa. Lúc bấy giờ thì Hoàng hậu Maya khoảng 45 tuổi rồi. Vua Tịnh Phạn cưới Hoàng hậu Maya rất là lâu nhưng mà không có sinh được con. Nên cái sự đản sanh của Đức Phật là một cái niềm vui lớn cho vua Tịnh Phạn cũng như là dân chúng Ca Tỳ La Vệ. Khi mà ngài đản sanh thì có hai cái dòng nước, một cái dòng nước nóng, một cái dòng nước lạnh từ trên không trung tắm cho ngài và cho mẹ của ngài. Thì lúc bây giờ thì cũng như là trời mưa, dân chúng người ta vui vẻ, người ta hoan hỷ.
Pháp như vừa tụng xong cái bài kinh Hy Hữu Vi Tăng Bồ Tát. Bài kinh này nói về sự kiện giảng sanh của Đức Phật qua cái lời kể lại của ngài của tôn giả Ananda. Thì khi mà ngài đang nói nửa chừng thì Đức Phật tới, và Đức Phật nói ngài Ananda là hãy nói nhiều nữa đi những cái sự hy hữu vi tăng hộ của Đức Phật. Thế là ngài Ananda mới nói, sau đó Đức Phật mới xác nhận những cái lời ngài Ananda nói. Xa kia là hoàng hôn quý vị. Tối nay sẽ có cái lễ đốt nến tại đây của cái nhóm người Hoa, người ta chuẩn bị. Bây giờ này mọi người đến đông. Trên cái đầu có hình con ngựa nhưng mà bị sét đánh gãy rồi, bây giờ còn tượng của thần nên cái chuyện đá của Asoka vẫn còn nguyên vẹn. Ở trên cái bảng này để đó, vua Asoka, những người con yêu dấu của chư thiên, trong 20 năm cai trị của ông đã làm một cái cuộc viếng thăm hoàng gia, cái nơi Đức Thích Ca Mâu Ni đản sanh ở tại nơi đây, và sau đó ông đã là một cái hòn đá để mà đảnh lễ, và làm một nó cái hòn đá đó nằm ở trong cái viên đá nó nằm ở trong đền Maya Devi, còn một cái trụ đá để mà đánh dấu nơi đây là cái trụ đá này vì Đức Phật được đản sanh tại nơi đây, cho nên là làng Linh Tỳ Ni được giảm 1% thuế. Foremost am I of the world. This is the last one.
Lâm Mini về đêm. Đêm đẹp quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mr. Mark, let's go over here. That's the light offering. That's the way you start. Yes. And you start with the start. Oh.